hai cái trứng. Đấy, cho một ít cà rốt, rồi hải sản đó. Đó, tôm bò, mực, thơm quá. Ngay cái phố ẩm thực này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang bên đó ha. Đây, khách đang ngồi ăn cũng khá là đông các bạn. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 18 giờ 40 gần 18 giờ nhé, gần 6 giờ chiều nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường 20 thước. Ở bên này là bên quận 4 nhé. Ở đây là một cái con phố ẩm thực các bạn. Ở trong này thì khá là nhiều món. Mình đi dọc cái đường 20 thước này thì rất là nhiều món ăn luôn. Nào là hủ tiếu, bánh canh, rồi mì Quảng, bột chiên. Rất là nhiều món ở cái con đường 20 thước này các bạn, gọi là cái phố ẩm thực thu nhỏ ở bên quận 4 nhé. Hôm nay đi ngang qua đây thì mình muốn chia sẻ gửi đến quý vị một cái quán hủ tiếu xào, mì xào hải sản, cơm chiên Dương Châu của hai chú bán ở đây này. Hai chú thì cũng đã lớn tuổi rồi, một chú đã bảy mấy tuổi rồi, một chú là cũng đã gọi là sáu mấy bảy mươi rồi. Hai chú bán mì xào hải sản ở đây theo phong cách của người Hoa các bạn. Bán khách rất là đông, khách xếp hàng rất là đông các bạn. Đó. Bây giờ thì Kiên sẽ cùng quý vị chúng ta hãy cùng khám phá cái địa điểm bán cơm chiên Dương Châu, hủ tiếu xào, mì xào người Hoa ở đây nhé. Rồi mời quý vị hãy cùng đi với Kiên trải nghiệm ẩm thực đường phố ở Sài Gòn xem là có gì hấp dẫn nhá. Nãy mình đến thì thấy là khách xếp hàng rất là đông nhé. Đây quý vị các bạn, hai chú bán ở địa chỉ là số 209 đường 20 thước. Ở bên này là quận 4. Đó, ngay cái phố ẩm thực này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang bên đó ha. Đây, khách đang ngồi ăn cũng khá là đông các bạn. Ở bên cạnh có một cái quán ốc các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đó ha. Dạ, tí nó quay luôn. Con chào hai chú. Con chào chú. Trời ơi. Hôm nay nãy giờ là thấy chú bận rộn quá trời luôn. Chiều giờ. Giờ này là giờ đông đúng không chú? Dạ. Đây này chú đang làm cái này là mì xào giòn, hải sản. Đó, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn các bạn ạ. Đó. Đây là cái bảng của chú thôi, mình thấy là nó cũng cổ kính. Mì xào hải sản, mì xào giòn 40.000, cơm chiên hải sản Dương Châu là 30 nha các bạn. Đó. Ở đây là hai chú cặm cụi bán này. Đó, thấy không? Hai chú cũng lớn tuổi rồi các bạn, nên là cứ phục vụ từ từ, làm cứ từ từ vậy đó. Bên kia có chị bán ốc. Đó, các bạn đi sang đây ăn cơm rồi ăn ốc luôn. Đây là cái phố ẩm thực nên rất là nhiều món. Đây chúng ta xem chú làm cái món hủ tiếu áp chảo. Ui dồi ôi. À, hủ tiếu xào áp chảo các bạn. Cái món này nó phải cháy xém xém ăn nó mới thơm mới ngon các bạn. Bây giờ mình bật cái đèn này cho nó sáng hơn nè. Đó. Đây chú bán từ mấy giờ chú nhỉ? 1 giờ mấy bán rồi. À 1 giờ chiều là chú có bán rồi. Bán đến mấy giờ chú? 8 giờ, thường 8 giờ là nghỉ giờ, nhưng mà hết sớm nghỉ sớm. Dạ, 8 giờ là nghỉ, hết sớm nghỉ sớm.
Đây có hai chú bán rồi hả? Không có ai phụ hết hả? Không. Đây là chắc là bạn bạn già. Hai người bạn bán với nhau. Đó, hai chú bán. Mình được biết là chú ngày xưa là làm các cái nhà hàng rất là nổi tiếng như là Ái Huê rồi các nhà hàng của người Hoa các bạn. Ngày xưa chú làm nhà hàng chú à? Dạ. Dạ. Bắc Thị 65 rồi đó. À, mấy nhà hàng nổi tiếng không ạ? Dạ. Có nhà hàng nổi tiếng không? Ngày xưa chú làm những nhà hàng rất là nổi tiếng của người Hoa. Đây chú bán ngay cái vỉa hè nên là nói chung là ngay phố ẩm thực luôn nha các bạn. Hai chú thì làm cũng không được nhanh nên là mọi người có đến đông thì nhớ đợi một chút xíu nhé, thông cảm cho hai chú các bạn. Nói chung là bán vỉa hè thì cũng hai chú cũng lớn tuổi rồi, làm nó cũng từ từ không nhanh được. Ở đây cũng bán cũng rất là nhiều món, cơm chiên, mì xào, hủ tiếu xào. Ở trong này là có tôm chứ ha? Dạ, có đầy đủ. Có tôm rồi có mực này, đó, có thịt heo. Còn mấy phần nữa, 2 phần, 3 phần. Cái này ai khách đặt thì chú mới lấy ra, chú bắt đầu chú bỏ ra, bắt đầu chú làm từng phần một ha chú ha? Chứ không có lấy ra trước. Không có lấy ra trước được. Dạ. Lấy ra trước đồ nó không có tươi. Để trong này cho đá cho nó tươi chú ha. Dạ. Ở đây nhà mình bán được bao nhiêu năm rồi chú? Trời, tôi bán đây 10 năm rồi đó. 10 năm rồi. À. Thế là chú làm nhà hàng bao nhiêu năm? Tôi làm nhà hàng 40 năm rồi đó. 40 năm. Vậy là nghề là 50 năm rồi đấy. Dạ. 50 năm trong nghề rồi. Thế là chú nghỉ nhà hàng rồi bắt đầu chú về rồi chú mở ha. Đúng rồi, chứ bây giờ mình đi làm mất công dòm sắc mặt chủ nữa. Dạ. Chú mở nhà hàng, chú nghỉ nhà hàng về đây mở thì hai chú bán với nhau. Dạ. Cái này chú có phải là người gốc Hoa không hay là chú là gốc Hoa thôi? À, chú gốc Hoa luôn ha. Dạ. Dạ. Bên kia có rau rau cải ngọt. Một hộp tiếu mì, một hộp mì được không? Một hộp tiếu mì, một hộp mì được không? Được luôn. Rồi. Cái xe của chú cũng rất là đơn giản nha quý vị. Chú có một cái bếp ga. Bếp này bếp dầu hay bếp ga chú? Ga. Bếp ga hả? À. Thường con thấy là bán cái này hay nấu bếp dầu á. Đúng rồi, hồi xưa là bếp dầu. À, ngày xưa là bếp dầu. Bây giờ là bếp ga. Hết rồi. À, bây giờ là hết cơm rồi chú. À, chú bán từ 11 giờ đến giờ, bây giờ cái giờ này là hết cơm rồi các bạn. Giờ chỉ còn mì xào thôi chú. Còn mì với hủ tiếu. Mì với hủ tiếu thôi. Mì xào, hủ tiếu xào thôi. Cái nước này là nước gì chú? Nước dùng. À, nước dùng là chú nấu sẵn rồi đó đúng không? Dạ. Không có cần đâu, không cần nêm nếm gì hả? Không, nêm chứ. Nêm nếm trước rồi đúng không? Cái này nước dùng hết, còn cái nước dùng là lạc. À. Mình phải nêm nếm ở trong này. À, nêm nếm ở trong cái kia. Dạ. À, cái đó là nước này là nước nêm nếm rồi chú ha. Dạ. À. Chứ không có, mình không có bỏ từng chút một ha. Không, mình bỏ từng chút một. Nếu mà đông quá làm sao mình bỏ nổi. Dạ. Mày phải làm trước hả? Hả? Phải làm trước các bạn. Đây. Rồi, vô đi. Đây nè. Phải có cái này mới được. Nhà chú gần đây không? Gần. À, nhà trong hẻm này. Nhà trong hẻm kia luôn. Dạ. Chú bán ngay đầu hẻm nhà chú luôn các bạn. Đó, ở trong đó thì các bạn thấy là có da heo này, có mực, có tôm, có thịt heo. Chú làm theo nấu theo hương vị ngày xưa chú làm nhà hàng bao nhiêu năm rồi nên là cái hương vị nó sẽ ngon như nhà hàng. Dạ. Yeah, đúng rồi, tại vì mình làm nhà hàng thì cái đúng ra đây cũng có một phần gia vị của nước ngoài chứ không phải là ở đây không đâu. Dạ.
Nói chung là chú làm nhà hàng 10 thì ở đây được 8 không chú? Được chứ đúng không? Hương vị thì ở đâu nó cũng giống nhau đúng không? Đúng. Rồi nhà hàng thì nhìn nó sạch sẽ, nhìn nó kiểu là nó sang trọng hơn thôi đúng không? Nó sang trọng thôi, bề ngoài thôi, nhưng mà điều ở trong nó làm cái gì thì... Còn hương vị đúng. Thì nó như nhau, có làm như nhau. Như nhau hết á. Dạ. Thì ở trong có nhiều người làm. Dạ. Đó, nhìn hấp dẫn đấy các bạn ha. Rất là thơm luôn á, chú nấu nãy giờ. Đây chú bán mang về là chủ yếu, còn ăn ở đây cũng có chỗ luôn nha các bạn. Đó, chú bán bây giờ này lại cũng là cái giờ hết rồi đấy. Hốt hồi chót rồi đấy, gần hốt hồi chót rồi. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu còn chú? Hủ tiếu. Hết cơm giờ này hết cơm rồi. Đến mai là chú phải tăng cường cơm lên. Không được. Không được hả chú? À, sức có vậy thôi hả? Bán hết. Tại vì mình đang làm hủ tiếu này đi kêu làm cơm nó lại kẹt nữa. À. Kẹt hết. Dạ. Nên là giờ chú tập trung làm hủ tiếu thôi. Thì chỉ có bán cơm chỉ có nhiêu đó thôi. À, cơm có nhiêu đó thôi. Bây giờ bán hủ tiếu. Đây chú bán. Đấy, chú đang bỏ vào hộp để khách mua mang về nha các bạn. Thảo là nói không lấy cho Thảo. Đấy, một phần thì trong đó có cá viên, mực, tôm. Đó, có rau cải ngọt. Cái này nước cá sốt này nó sệt sệt ha. Chú bán khá là đắt hàng đấy. Ở đây là mì hết, cơm hết, chỉ còn mỗi hủ tiếu thôi. Dán chờ chút xíu. Hôm nay đột xuất rồi chú. Mấy ngày nay rồi. À. Mấy ngày nay đâu khách. Mình biết trước rồi, mình chuẩn bị rồi mà cũng kẹp. Dạ. Hai chú rất là dễ thương các bạn ạ. Nhưng mà để chút xíu đã, bây giờ không có thời gì thời giờ. Giờ chú cứ thông cảm nha. Ui, ui ui ui. Bên kia chúng ta ăn thì chúng ta ngồi phía bên kia nhé các bạn. Đó, ngồi bên đó có bàn, cũng có để 4-5 cái bàn bên đó. Để 4-5 cái bàn bên đó chúng ta ngồi bên đó. Bây giờ thiếu xào với thiếu mấy cái. Gió bên bên này nữa, ghê quá. Đây, hủ tiếu xào tiếp nha các bạn. Đây mình thấy là chú bỏ hủ tiếu là kèm theo có giá, cái giá mà mình xào, xào luôn lần luôn. Cầm móc là thơm quá trời luôn á, hủ tiếu áp chảo rồi khói lên nghi ngút luôn các bạn. Khói không thấy gì luôn á. Đó. Đó thơm không, quá thơm luôn. Một cái hả? Trời đất ơi, bà này ác thiệt đó nha. Thôi để đây ăn từ 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 đi.
nửa 500 mà để ăn trừ dần. Bên kia là chú đóng hộp là bỏ cho khách, bỏ hộp cho khách mang về. Hết cơm rồi cô ơi. Còn có hủ tiếu không à? Mì cũng hết rồi. Giờ là còn một món thôi. Trời ơi, còn mấy dĩa thôi hả? Chú bán mới có 6 giờ thôi là nó hết rồi, hết đồ rồi đó các bạn. À, Quân Tư là chú có tiếng hết hả à, chị? Chị hay ăn ở đây không? Ngại lắm. Ngại lắm à. Chị ăn đây chị thấy sao? Ok. Ok hả? À? Ngon hả? À? Ok. Dạ. Vừa rẻ tiền nữa, vừa bình dân nữa. Vừa rẻ vừa ngon, bình dân. Dạ. Yeah. Đó. Nãy đến là mình thấy là khách đông lắm. Bây giờ là chú còn có mấy đĩa rồi. Sắp hết rồi. Thế là mai chú phải tăng cường thêm mà. Bán vậy thôi chú. À. À không ham nhiều. Chú bảo ngày. Sức khỏe của mình là một ngày là chú chỉ bán vậy thôi, bây giờ là hết sớm nghỉ sớm. Hết sớm nghỉ sớm chứ. Còn xào dĩa. Lát chú xào cho con dĩa hải sản nha. Đầy đủ hả? Không còn cái gì xào đó. Nói chung là chú hốt có gì hốt hồi chót. Chú xào cho con lát nữa bỏ tôm nhiều xíu. Lấy nhiều lấy. Còn dĩa cơm gối hả chú? Dĩa cơm này chưa loại lâu lắm rồi đó. À vậy vậy con hốt luôn được ha? Không. Không à, có người khác rồi đúng không? À có người khác rồi hả? Nếu mà trường hợp anh muốn ăn cơm để đi vô nhà có thể còn không? Dạ dạ dạ. Thôi chú làm cho khách đi, con còn cái gì ăn món gì cũng được. Có món gì ăn món đó. Nếu mà ăn đói thì đi sang ăn ốc, ăn đồ đây là nhiều món lắm. Cái khu phố này quá trời món chứ ha. Ở đây là phố ẩm thực luôn chứ nhỉ? Phố ẩm thực. Đây là đường này là đường 20 thước hả chú? Đường 20 thước. Đường 20 thước, phố ẩm thực đường 20 thước. À, chung cư Đoàn Văn Bơ hả? Đoàn Văn Bơ. À, đường Đoàn Văn Bơ. Phố ẩm thực đường 20 thước Đoàn Văn Bơ. Ngày xưa ở đây là khu tái thiết. À, ngày xưa là khu tái thiết. Dạ. À. Khu tái thiết Hoàng Diệu. À. À bây giờ đổi lại là Đoàn Văn Bơ, ngày xưa là khu tái thiết Hoàng Diệu. Đó. Đây là chú bán từ 13 giờ nha các bạn, 13 giờ đến hết thì thôi, khoảng 20 giờ là hết đó. Bình thường là 20 giờ nhưng mà có ngày khách đông là hết sớm. Bây giờ hôm nay là 6 giờ, khoảng 6 giờ mấy là hết rồi. Cơm thơm quá. Trời ơi. Đây coi cho nó đi. Lòng bữa đây nè, của thằng chồng của thằng chồng của nhỏ như bán sinh tố vậy á. Này cơm hải sản chứ không phải Dương Châu hả? À, hải sản, cái này cơm hải sản. Dương Châu thì nó lạp xưởng. À, Dương Châu là có lạp xưởng. Với lại thịt. À, Dương Châu là có lạp xưởng với thịt, chú bảo vậy. Bây giờ mình sẽ gọi chú làm mình cái phần cơm chiên hải sản hốt hội chót các bạn. Chú còn một đĩa cuối cùng lấy luôn. Bây giờ chú đang làm hủ tiếu xào cho khách nha. Tôm bò mực thơm quá.
hết trụ quá, hết rồi anh ơi. Hết rồi. Giờ là hết rồi. Còn có mấy đĩa. Chú ba, 6 giờ là hết rồi. Đây bây giờ mình nhờ chú làm cho mình một cái phần cơm chiên hải sản nha các bạn. Bỏ 2 cái trứng. Thấy cho một ít cà rốt rồi hải sản đó. Cho nó dễ quá. Đó, khói nghi ngút luôn. Này là cơm. Hết cơm là chú về chú lấy cơm nóng ra cho. Lấy cơm nóng nhà ra luôn. Hết cơm rồi các bạn, chú về nhà chú lấy cho mình một bát. Đúng dạ. Rồi, này là cơm nó nguội sao. Dạ, cơm nguội nó ngon hơn chứ. Chú về chú lấy cho mình một bát. Các bạn lấy bát cơm nóng nhà chú ra chú chiên cho mình nha. Nhà chú gần đây luôn, chú đi mấy bước tới à. Nói chung là rất là vui. Đây chú bán là mình đi nó hơi trễ, chú bán nó hết sớm. Thì cái giờ này là giờ chú nghỉ rồi. Mới 6 giờ thôi mà giờ chú đã bán hết rồi. Khách đến là chú bảo là tôi ngày mai quay lại. Hôm nay hết sớm. Lúc này mấy ngày nay cũng bán hết sớm. Dạ, mấy ngày nay hết sớm rồi chú. Dạ. Tuần nay à? Tuần nay là hết sớm. Rồi, mời quý vị lại bàn hốt sợi chót nhé. Ăn cơm chiên hải sản của đầu bếp nổi tiếng mấy chục năm ở Sài Gòn. Rồi, anh ăn thử. Chú tên gì chú nhỉ? Tên Ba. Chú Ba. À, đây. Còn chú bên dưới là chú gì? Hả? Chú này tên gì? Chú này cũng tên Hoa. Hoa. Tên Hòa. À. Tên Hoa. À, một chú Hòa. Đó.
Thôi tại đây ngồi ăn nha các bạn. Đây là cái đĩa cơm của mình này, chú bảo là không cần bỏ gì hết, chắc là bỏ tương ớt thôi. Tương ớt mình ăn bỏ bên này. Tương ớt là cũng hết luôn rồi. Rồi mời quý vị các bạn nha. Đi review mà thấy là cũng rất là vui luôn. Đây, cơm này cơm chiên hải sản này, có mực, trong này có mực, có tôm này các bạn. Đó. Tôm nhiều lắm nhá. Này các bạn thấy đĩa cơm chất lượng không? Đó, tôm quá trời luôn. Mực quá trời luôn. Cơm chiên hải sản hình như là bình thường là 30.000 các bạn. Mà các bạn nào ăn thêm đồ thì mình gọi thêm. Đó, bình thường là 30 nhé. Rồi mời quý vị các bạn này, mình ăn thử xem nào ha. Ăn thật chứ không phải ăn thử. Cơm đấy chú chiên nói chung là nó cũng chưa có, mình thấy là chú bỏ vô cái là chú đảo ấy là ra liền, nên là cũng không, nếu mà các bạn nào muốn ăn mà nó khô khô giòn giòn xíu á thì mình nhờ chú làm nó giòn giòn, còn cái này mình thấy là nó hình như là nó chưa có được giòn lắm. Đó, còn ai thích ăn giòn thì nói chú nhé. Cơm nó mềm, nó nhưng mà cơm chiên thì nó chưa đạt được cái độ giòn. Còn ai mà thích ăn cơm mềm mềm thì cái này là đúng là hợp bài luôn. Còn ai mà thích ăn cơm mà nó khô khô xíu, nó giòn giòn xíu thì bảo chú đảo nhiều nhiều xíu ha. Một đĩa cơm này còn có hai cái trứng, đây là hải sản, tôm, mực. Tôm quá trời, ăn nó ngọt. Cơm chú làm nêm nếm rất là vừa ăn đấy các bạn. Chú bảo là cái hương vị nhà hàng với lại hương vị ở đây chú bán nó cũng y chang nhau thôi, có thể nhà hàng nó sang trọng hơn, nó nhìn nó chỉn chu hơn thôi. Còn vỉa hè thì nói chung là hương vị nó cũng vậy. Ở đây chú cũng xài một số cái nguyên vật liệu nó mắc tiền đấy, nước ngoài ấy. Nghe chú Ba chia sẻ vậy. Lâu lắm rồi kia mới ăn cơm chiên. Cơm chiên thường là hơi nhiều dầu mỡ xíu. Tôm quá trời tôm. Chứ mà kia ăn thì thích là nó giòn hơn xíu. Cơm này thì chú vừa mới lấy trong nhà ra nên là cơm đang mềm, cơm mới nấu. Thường là cơm chiên là mình thấy là cơm người ta phải nấu mà để cho nguội chứ. Cơm nguội á, chiên ăn mới ngon. Còn này là mình cơm của chú hết rồi. Chú vào chú lấy cái cơm mới nấu ra cơm chiên cho mình thôi. Thường là chú chiên cơm nguội thì rất là ngon. Con đường này là nó là đường thông á, nên là xe chạy ra chạy vào nhiều. Phố ẩm thực đường 20 thước, đường Đoàn Văn Bơ, quận 4. Quá trời luôn, tôm quá trời nè các bạn. Đó, tôm nhiều quá. Đĩa cơm chất lượng. Còn nóng. Đây.
ngồi ăn cơm mà cái cơm này ăn no. Làm nóng hổi à. Cơm này mà nó đạt cái độ khô xíu là ngon. Biết được cái nem nếm, mình đâu có biết được cái vị của cái nước lèo của hủ tiếu người ta nấu như thế nào. Dạ. Đó, đầu tiên nhất là mình phải lấy cái muỗng mình húp cái nước dạ. Nó trước để mình húp thử cảm nhận nó như thế nào, là cái mùi đó nó chân không. Rồi mới bắt đầu mình, rồi ví dụ mình thích ăn mặn chút, dạ. Nêm nếm chút xíu nước mắm vô. Có thấy là chú làm vừa ăn rồi, không phải nêm nếm gì đâu. Anh thấy là mấy cái hủ tiếu cũng vậy không, múc vô cái gì là cái nhiều đó là đúng gì đó. Dạ. Năm nay là chú bao nhiêu rồi ta? 74. 74 rồi. Mà thấy chú là vẫn khỏe, đang đảo mạnh lắm. Quen, lao động quen. Lao động nó khỏe chứ à? Thì mình nhờ vậy mình không có bệnh á. Đúng rồi. Vậy là may á, may mắn, lao động nó khỏe. Mình nhờ có đi nơi này bán, mình bán dễ cái bệnh không có. Dạ. Chẳng hạn là ba cái bệnh tầm thường, ví dụ cảm cúm nhẹ nhẹ hoặc là sổ mũi là cái gì, cái đó là bình thường thôi. Dạ, dạ. Thì mới thay đổi thời tiết. Đúng rồi. Còn cái đau lưng á, hồi đó mà tôi đặc biệt có cái làm cho ngồi không được, không không được. Dạ. Không ngồi làm á, một hồi không có chịu nổi. À. Đứng làm thì được. Đứng làm được. Chú bán làm mấy chục năm trong nghề rồi, chú vẫn đang yêu nghề, vẫn là đam mê. Nó đúng ra là từ phần mình muốn yêu nghề. Dạ. Chỉ là một phần đấy thì muốn ra ở thị xã mà nó có cái gì, mà có cái nơi bán để dạ. Bán để mình lao động. Thay vì sáng sớm mình phải tập thể dục, dạ. Rồi làm này làm cái kia. Dạ. Thì nhiều khi mình làm biếng, mình không đi, trời mưa trời gió mình không đi, mình dạ. Nằm ở nhà. Ừ. Cái đối diện với cái bức tường máy rồi tivi rồi dạ. Đau lưng lắm. Đúng rồi, đi ra ngoài lao động cũng khỏe chứ anh, lao động nó khỏe mà nó mình cái tư tưởng mình thoải mái, với lại mình không có nghĩ ngợi gì, không nghĩ lung tung à. Mình đâu nghĩ lung tung. Dạ. Đó là cái cách duy trì sức khỏe rất là tốt đấy chứ anh, hiệu quả ha. Tối làm xong để đi, làm xong thì tối mình nấu một tô về rồi mình uống một ly uống thuốc rồi. Hay là hết tô coi tivi cái gì cũng xíu chơi với cháu rồi nghe khỏe chứ hả? Không có nghĩ, tại vì mình nghĩ nhiều quá thì nhiều già lúc già đúng rồi suy nghĩ dạ. Rồi đâm ra bệnh này bệnh nhiều rồi bệnh già mà nghĩ nhiều là nó cũng già là bắt đầu có bệnh rồi đó. Dạ. Thấy mình cũng thứ bệnh rồi đó. Dạ. Không phải nói gì chứ bây giờ mình nói vô bác sĩ mà khám cái
bác sĩ nói thôi bây giờ chữa cái nào trước. À. Nói chung bệnh nhiều bệnh quá. Bệnh già mà ai cũng vậy à? Không thể tránh khỏi được sinh lão bệnh tử. Nhưng mà mình lạc quan một chút xíu. Dạ. Thì cái tuổi thọ thì nó sẽ tăng lên. Dạ. Thế thôi. Dạ. Anh chủ yếu là lạc quan. Dạ. Anh có tiền kiếm được thì không kiếm được thì anh đừng có bi quan quá. Dạ. Dạ. Không có vậy thôi. Thì đúng rồi. Hồi xưa mình không có thì mình cũng sống như thế. Dạ. Đó mình nghĩ vậy đó, thành ra là lúc nào cũng lạc quan với con người. Thoải mái, khỏe đúng không? Rất khỏe. Ừ. Quan trọng nhất là cái tư tưởng. Tư tưởng đúng rồi đó. Cái tư tưởng giữ được cái tư tưởng lạc quan. Nhiều khi mình vô bác sĩ, thì bác sĩ bóp rồi cái em thấy mình thấy cảm nhận được cái bệnh nó dạ. Nhẹ rồi hả? À. Đó tâm lý đó. Đúng rồi, tâm lý. Rồi hai chú giờ là giờ về dọn về chú. Xong rồi dọn dọn về. Rồi, để cái này là xe đẩy về không? Xe này để đây. À xe một xe để đây, xe để về. Thì đẩy về. À. Thì xe lớn thì phải chất ba cái thùng đồ ngày mai mình xử lý xong mình bỏ vô thùng cho rồi. Dạ. Bỏ thứ cá vô mình đem ra. Ừ. Mình trưng bày lại. Dạ. Hai chú rất là chú rất là dễ thương các bạn ạ. À, năm nay chú 7 mấy rồi mà đang đảo mạnh lắm. Bây giờ chú ngồi chú đóng nước tương. À đóng tương ớt. Đó. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay ăn đĩa cơm quá ngon luôn. Rồi video của Kiên cũng xin kết thúc ở đây nha quý vị. Quý vị có dịp thì hãy đến ghé thưởng thức ủng hộ hai chú nhé. Hai chú nói chung là cái tuổi này là tuổi nghỉ hưu rồi. Tuổi gọi là dưỡng già rồi. Nhưng